Dạ, em xin chào các bác còn ngồi tới thời điểm này ạ. Em xin chào các bác trong chủ tọa đoàn ạ. Em là bác sĩ Thời, đang công tác tại đơn vị DSA Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SAS ạ. Hôm nay em xin trình bày một số vấn đề liên quan đến gây tắc động mạch màng não giữa trong điều trị máu tụ dưới màng cứng mãn tính ạ. Thì đầu tiên thì máu tụ dưới màng cứng mãn tính thì là một bệnh lý rất là thường gặp ạ. Và thì máu tụ dưới màng cứng là sự tích tụ bất thường của hỗn hợp bao gồm dịch và các sản phẩm dịch thoái hóa của máu có vỏ bao bọc và nằm trong khoang dưới màng cứng. Tỷ lệ thường gặp là từ 1 đến 5,3 trên 100.000 dân một năm. Trong đó và khoảng 3 đến 20% bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, 5% bệnh nhân đã tử vong dù được phẫu thuật. Và nếu với những bệnh nhân được điều trị phẫu thuật thì tỷ lệ tái phát khoảng từ 3 đến từ 2 đến 37% tùy vào nghiên cứu. Và những trường hợp này gặp khó khăn trong những tình huống bệnh nhân có sử dụng kháng đông hoặc là kháng cái tập tiểu cầu. Cái này thì dẫn đến tình trạng là bệnh nhân bị tái phát nhiều lần, phẫu thuật nhiều lần cũng gây rất là nhiều phiền toái. Và việc can thiệp gây tắc động mạch màng não giữa trong điều trị máu tụ dưới màng cứng đã được tác giả Komiyama giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994. Và hầu hết các báo cáo đều cho thấy kỹ thuật này mang lại nhiều lợi ích, ít xâm lấn và giảm nguy cơ tái phát cũng như là ít nguy cơ tai biến, biến chứng, và cũng là một phương pháp đắc lực trong hỗ trợ cho cái việc phẫu thuật. Đây là tóm tắt một số những cái cơ chế bệnh sinh liên quan đến máu tụ dưới màng cứng. Thì có ba cái cơ chế chính trong việc bệnh sinh của máu tụ dưới màng cứng. Thứ nhất là những yếu tố gây viêm. Thứ hai là quá trình thoái sáng của máu dẫn đến tích tụ các sản phẩm của máu ở trong bao tụ dưới màng cứng ạ. Và thứ ba là tổng quan lại là những cái liên quan đến việc chênh lệch gradient nồng độ dẫn đến sự thay đổi nồng độ thẩm thấu giữa trong trong bao máu tụ và các mạch máu cũng như là mô xung quanh ạ. Ở đây tóm tắt ạ. Nhìn cái sơ đồ về cái bao máu tụ dưới màng cứng mãn tính ạ. Rồi đây là trên hình chụp DSA. Trên đây là hình CT và chụp DSA thì liên quan đến máu tụ dưới màng cứng ạ. Thì trên hình chụp này thì mình có thể thấy cái hình ảnh từ động mạch màng não giữa liên quan tới bao ngoài máu tụ ạ, rất là nhiều cái dấu dấu bông cotton blossing ạ. Đây. Đây là hình ảnh máu tụ dưới màng cứng mà có nhiều khoang. Rồi về cái tắc động mạch màng não giữa thì đã được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994 ạ. Rồi. Mandai và các cộng sự đã báo cáo các ca đầu tiên gây tắc động mạch màng não giữa cho một bệnh nhân tái phát nhiều lần. Emmasota và các cộng sự đã báo cáo việc gây tắc động mạch màng não giữa sau mổ cho 89 bệnh nhân, và sau đó thì tỷ lệ tái phát sau mổ giảm từ 14% xuống còn 4% ạ. Vậy là mình đã thấy cái sự thay đổi rõ rệt trong cái chuyện là tái phát sau mổ máu tụ dưới màng cứng ạ. Rồi. Balakrishna và các cộng sự năm 2023 đã gây tắc động mạch màng não giữa đơn thuần cho 29 bệnh nhân máu tụ dưới màng cứng ạ. 28 bệnh nhân được chụp lại MRI hoặc CT kiểm tra sau 3 đến 6 tháng và 25 bệnh nhân cho thấy hết hoàn toàn. 28 bệnh nhân có kết quả tốt và không có trường hợp nào tái phát cần phải phẫu thuật. Vấn đề này thì cái này thì cho thấy là can thiệp gây tắc động mạch màng não giữa có thể trở thành cái điều trị chính cho một số trường hợp máu tụ mạn mà không có hoặc là chưa có chỉ định phẫu thuật. Rồi, đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân mà có máu tụ có bề dày trên 5 mm và không có triệu chứng lâm sàng hoặc triệu chứng lâm sàng nhẹ theo phân độ Marwarder độ 0 hoặc là độ 1. Bệnh nhân có chỉ định mổ và có nguy cơ tái phát cao ạ. Như là bệnh nhân trên 74 tuổi, bệnh nhân đang sử dụng kháng đông đường uống, thuốc chống kết tập tiểu cầu, những bệnh nhân có rối loạn đông máu, bệnh nhân giảm tiểu cầu, teo não, máu tụ có nhiều ngăn trên hình học hoặc là những bệnh nhân tái phát sau phẫu thuật.
Đây là sơ đồ tóm tắt về nghiên cứu ạ. Thì những bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng trên hình ảnh học CT hoặc là MRI, thì những bệnh nhân có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì sẽ được tiến hành can thiệp gây tắc động mạch màng não giữa. Những bệnh nhân có triệu chứng trung bình hoặc là nặng và thì sẽ đánh giá thêm về cái nguy cơ tái phát. Nếu yếu tố nguy cơ tái phát cao và bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ tái phát, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tái phát cao như slide trước đã trình bày thì sẽ tiến hành can thiệp tắc động mạch màng não giữa và phối hợp với phẫu thuật. Còn những bệnh nhân mà đánh giá không có nguy cơ tái phát thì sẽ được tiến hành phẫu thuật. Về kỹ thuật tiến hành thì sẽ có hai thì. Thì đầu tiên là thì chụp. Thì chụp thì bệnh nhân có thể gây tê tại chỗ, mê tĩnh mạc hoặc là mê tàn thần nếu như bệnh nhân khó chịu hoặc là hợp tác không được tốt. Đường vào thì cũng giống như can thiệp nội mạch thần kinh, thường dùng là đường vào tĩnh vào động mạch đùi bên phải, và nếu như khó khăn thì sẽ chuyển sang động mạch đùi bên trái hoặc là động mạch cánh tay, động mạch quay. Thì chụp thì sẽ sử dụng ống thông 5F chọn lọc 60 các động mạch não và tìm các dấu hiệu tổn thương như dạng sợi bổng, cotton bloodstain, DIVF hoặc là ABM. Thì can thiệp sẽ sử dụng ống thông 6F cài vào động mạch cánh ngoài và sử dụng vi ống thông chọn lọc vào từng nhánh của động mạch màng não giữa. Sau đó dùng các vật liệu gây tắc như là hạt, keo, nick hoặc là phối hợp các vật liệu gây tắc ạ. Dạ đấy. Mình sẽ thấy cái hình ảnh bơm keo. Và đây là hình ảnh kết quả thu được. Cái hình ảnh này mình sẽ thấy tắc hoàn toàn các nhánh của động mạch màng não giữa. Đây là các mục tiêu tác đã được hoàn thành. Rồi là quá trình tiến hành thủ thuật. Rồi về kết quả và bàn luận ạ. Thì trong nghiên cứu thì đã có 53 bệnh nhân với 66 tổn thương. Trong đó có 13 bệnh nhân thì có máu tụ dưới màng cứng mãn tính hai bên. Kết quả thu được từ tháng 9 năm 2020 tới tháng 4 năm 2024. Kết quả thu được thì lứa tuổi chủ yếu gặp trong những bệnh nhân có máu tụ dưới màng cứng mãn tính được điều trị là khoảng 64 tuổi. Một số yếu tố liên quan như là tiền sử chấn thương đầu, dùng thuốc kháng đông hoặc kháng kết tập tiểu cầu, xơ gan nghiện rượu thì không gặp. Bệnh nhân đã từng phẫu thuật máu tụ dưới màng cứng mãn tính, bệnh nhân rối loạn đông máu hoặc là giảm tiểu cầu. Về một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân trước can thiệp thì ở đây thì ta có thể thấy là biểu hiện thường gặp nhất là đau đầu, yếu liệt nửa người, khoảng 19%. Bệnh nhân đau đầu 84,9%. Thì liên quan đến cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân này thì cũng gặp ở hầu hết những bệnh nhân mà phát hiện máu tụ dưới màng cứng mà liên quan đến cái chuyện là lý do bệnh nhân đi khám ấy, thì nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là đau đầu. Rồi còn về phân độ Mark Wander liên quan đến cái mức độ nặng của bệnh nhân thì chủ yếu gặp ở độ 0 và độ 1, tức là những mức độ nhẹ. Về thang điểm Modified Rankin trước can thiệp thì cũng chủ yếu là 0 và 1, tức là mức độ nhẹ là chủ yếu. Về đặc điểm hình ảnh học của kết quả là thì những bệnh nhân được khảo sát hình ảnh học thì bằng CT hoặc là MRI là chủ yếu. Còn tổn thương thường gặp thì có thể gặp ở bên phải, bên trái hoặc là hai bên ạ. Thì mình có thể thấy chủ yếu là bị một bên là nhiều ạ, và hai bên thì ít gặp hơn ạ. Về phân loại đậm độ tín hiệu ở trên hình ảnh học thì mình thấy là tín hiệu mà mình quan sát trong cái bao máu tụ ạ, thì tín hiệu có thể đồng nhất, hỗn hợp hoặc là tách lớp. Thì cái này liên quan đến cái tuổi của bao máu tụ thì sẽ cho ra hình ảnh mình sẽ coi được trên hình ảnh. Về bề dày bao máu tụ thì khoảng đây. Bề dày máu tụ thì khoảng 14 mm, và cái đầy lệch đường giữa thì khoảng 4 mm.
Này thì là liên quan đến cái hiệu ứng khối trên mà chúng ta kiểm tra được trên hình ảnh học ạ. Đây đây. Trên đây hình chụp MRI. Còn hai bên này là minh họa cho chụp CT. Đây đây. Về quá trình can thiệp thì khi chụp lên thì có khoảng 43% cái hình ảnh thu được là bình thường. 51%, hơn 51% thì hình ảnh thu được là dạng sợi bông ạ, à, gọi là cotton blushing ạ. Và khoảng 4% thì thu được là hình ảnh DAVF ạ. Rồi. Số nhánh gây tắc thì thường gây tắc 2 nhánh. Và một số trường hợp mà lý tưởng nhất là mình sẽ tắc hết được 3 nhánh của động mạch màng não giữa. Thì vật liệu gây tắc thì có thể là hạt đơn thuần. Và trong nghiên cứu thì có một bệnh nhân thôi. Rồi, có thể dùng keo đơn thuần hoặc là hạt và keo phối hợp. Thì chủ yếu thì ở đây nhóm nghiên cứu sử dụng keo đơn thuần. Rồi, có một bệnh nhân mà trong quá trình can thiệp xảy ra biến chứng, không có bệnh nhân nào tử vong ạ. Và có khoảng 13,7% bệnh nhân thì được phối hợp với phẫu thuật. Thì ở đây là thể hiện vai trò phối hợp với phẫu thuật trong điều trị máu tụ dây măng cứng mãn tính ạ. Thời gian nằm viện trung bình thì khoảng hơn 5 ngày, gần 6 ngày. Rồi về cơ bản thì chúng ta nhận thấy là khi mà thôi. Rồi, đây là hình ảnh minh họa cho kết quả điều trị ạ. Đây là hình ảnh trước can thiệp. Sau can thiệp 5 ngày thì mình thấy cái tỷ trọng giảm xuống. Rồi, sau 1 ngày thì đã thấy sự khác biệt rõ rệt và sau 1 tháng thì bao máu tụ thì gần như là hết hoàn toàn. Đây là chụp động mạch cánh ngoài. Và mình có thể thấy những cái màu. Rồi, đây thấy hình ảnh của động mạch màng não giữa. Và đây là hình ảnh động mạch màng não giữa. Rồi, về kết quả sau can thiệp thì ở đây theo dõi bệnh nhân trước can thiệp này, lúc xuất viện tại các thầy và sau xuất viện 1 tháng và 3 tháng thì sau 3 tháng thì có hơn 90% bệnh nhân gần như là phục hồi hoàn toàn, trở về cuộc sống bình thường với điểm modified ranking là 0 điểm ạ. Về kết quả thấy được rõ nhất là sau xuất viện 3 tháng thì có hơn 75% bệnh nhân và bao máu tụ hết hoàn toàn. Bao máu tụ giảm trên 50% và 24% bệnh nhân. Rồi. Còn trên hình ảnh học thì sau 3 tháng thì 97% bệnh nhân không còn ghi nhận lệch đường giữa khi mà chụp CT hoặc MRI. Và còn lệch đường giữa dưới 10mm là 3%. Và số bệnh nhân cần can thiệp phẫu thuật là 3,6% bệnh nhân. Đây một số hình ảnh trước can thiệp. Thì mình có thể thấy bệnh nhân này có máu tụ dây măng cứng mãn tính hai bên. Rồi và sau khi can thiệp 1 ngày thì trên CT thì mình cũng đã bắt đầu nhận thấy sự khác biệt. Sau 1 tháng và sau 3 tháng thì mình thấy gần như là hết hoàn toàn. Rồi, đây là một số kết quả nghiên cứu của nước ngoài. Rồi, kết quả quan trọng nhất mình thu được là với cái can thiệp tắc động mạch màng não giữa trong điều trị máu tụ dưới màng cứng mãn tính thì cái tỷ lệ tái phát chỉ là khoảng thì tỷ lệ tái phát giảm xuống rất nhiều, tỷ lệ tử vong cũng giảm xuống rất nhiều, 6,5% tỷ lệ bệnh nhân tái phát. Và mục tiêu điều trị của mình là giảm bề dày của khối máu tụ ạ. Rồi
giảm bề dày của khối máu tụ thì có đến có 71%. Cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân và thu được kết quả rất là tốt sau quá trình theo dõi, thì kết quả thu được rất tốt. Rồi tiếp theo là một ví dụ ạ. Bệnh nhân nữ 71 tuổi nhập viện thì vì đau đầu, bệnh nhân không có tiền sử chấn thương, khám thì bệnh nhân tỉnh, gắt gâu 15 điểm, không có dấu thần kinh khu trú. Trên CT scan thì ghi nhận máu tụ dưới màng cứng, mạn tính bán cầu trái, bề dày khoảng 10mm, đường giữa lệch nhẹ. Thì mình có thể thấy máu tụ dưới màng cứng bên trái đấy ạ. Rồi. Với trường hợp này thì ngoại thần kinh thường sẽ chưa có chỉ định mổ mà theo dõi tiếp ạ. Bệnh nhân thì được tiến hành can thiệp tác động mạch màng não giữa. Để chụp động mạch cảnh ngoài bên trái. Đây mình có thể nhận thấy hình ảnh coton blossing ạ. Động mạch màng não giữa trái. Liên quan đến bề ngoài của khối liên quan đến những động mạch cấp máu cho bề ngoài, cái lớp ngoài của khối máu tụ. Đây những nhánh chính liên quan đến khối máu tụ. So sánh hình ảnh CT trước can thiệp và sau can thiệp 1 tháng thì chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt ạ. Cái bề dày của máu tụ giảm xuống rất là nhiều. Gần như là không thấy cái hiệu ứng khối nữa, không thấy đường giữa đẩy lệch nữa. Và sau 1 tháng thì bệnh nhân trở về cuộc sống gần như bình thường. Và bệnh nhân này thì không cần can thiệp phẫu thuật và cũng không ghi nhận biến chứng. Cái lâm sàng tiếp theo là một bệnh nhân nữ 51 tuổi nhập viện vì đau đầu. Bệnh nhân thì cũng không có tiền sử chấn thương. Tuy nhiên tiền sử mình ghi nhận là bệnh nhân có rung nhĩ và đang sử dụng thuốc kháng đông. Khám thì bệnh nhân tỉnh, gắt gâu 14 điểm, không dấu thần kinh khu trú. CT scan ghi nhận máu tụ dưới màng cứng, mạn tính bán cầu trái khoảng 10mm, đường giữa thì lệch nhiều. Rồi đây xét nghiệm liên quan đến đông chảy máu của bệnh nhân thì chúng ta có thể thấy cái thời gian TQ tăng lên rất là nhiều liên quan đến việc sử dụng thuốc kháng đông cho bệnh nhân rung nhĩ. Và chỉ số INA thì lên tới 9.17. Và với cái chỉ số đông cầm máu như thế này thì ngoại khoa thì ngoại khoa cũng chưa có chỉ định mổ vì nguy cơ chảy máu rất là cao nếu như phẫu thuật ạ. Đây hình ảnh CT scan cho bệnh nhân ạ. Rồi mình có thể thấy đây là lớp máu tụ. Và mình có thể thấy hiệu ứng khối rất là rõ, đường nữa đẩy lệch rất là nhiều. Bề dày máu tụ và mức độ đẩy lệch đường giữa. Với những bệnh nhân này thì khi mà ngoại khoa gần như là chống chỉ định mổ thì được tiến hành can thiệp tác động mạch màng não giữa. Đây chụp kiểm tra từ động mạch cánh ngoài. Và mình thấy có hình ảnh nghi ngờ. Đây là hình ảnh CT scan cho bệnh nhân sau can thiệp 5 ngày. Mình có thể nhận thấy là bề dày khối máu tụ đã giảm xuống. Cái hiệu ứng choán chỗ cũng giảm xuống rất nhiều.
và hình ảnh CT scan cho bệnh nhân sau can thiệp 1 tháng thì khối máu tụ gần như là đã hết hoàn toàn. Và so sánh các mốc thời gian trước can thiệp, sau can thiệp 5 ngày và sau can thiệp 1 tháng. Sau 1 tháng thì bệnh nhân tỉnh táo, không đau đầu và trở về cuộc sống bình thường, vẫn tiếp tục duy trì thuốc kháng đông cho bệnh lý dung nhĩ. Không ghi nhận biến chứng sau can thiệp và kiểm tra lại bằng CT thì không còn máu tụ. Rồi một số kết luận liên quan đến việc tác động mạch màng não giữa, thì đây là một kỹ thuật tương đối dễ thực hiện và an toàn. Tuy nhiên thì cần lưu ý các vòng thông nối khi gây tắc để tránh các biến chứng. Hiệu quả cho những trường hợp tái phát, rối loạn đông máu hoặc đang sử dụng thuốc kháng đông, thuốc kháng kết tập tiểu cầu và có thể áp dụng phương pháp này như một phương pháp điều trị đơn mô thức hoặc kết hợp với phẫu thuật để giảm các biến chứng của phẫu thuật và giảm tỷ lệ tái phát sau mổ. Đây em xin hết ạ. Cái ca có biến chứng là lúc đầu triển khai cái kỹ thuật này là ekip sử dụng hạt để mà gây tắc, thường là sử dụng hạt nhỏ để nó đi vào một cái mạng lưới mạch máu nằm ở bao ngoài máu tụ. Tuy nhiên khi can thiệp thì xuất hiện một cái biến chứng là bệnh nhân sau can thiệp bệnh nhân bị mờ mắt do cái thông nối với cái vòng bằng hệ từ với nhánh cái liềm não trước đi vào động mạch mắt. Thì kể từ sau cái ca mà bị tai biến đó, thì ekip can thiệp không còn sử dụng hạt để gây tắc trong trường hợp đó nữa, mà sử dụng bằng keo loãng, nồng độ keo pha loãng khoảng 10-12%.